Chương 1262, tuần lệnh Đa Linh 19. Biết mình đơn phương thế bạt, khuôn mặt đáng yêu của Lạc Yến hiện ra một nụ cười cổ quái, sau đó liền khôi phục chấn định. Minh Thù hỏi hắn, cậu có biện pháp rồi? Vừa khôi phục chấn định, Lạc Yến biểu tình thiếu chút nữa sụp đổ. Hắn có biện pháp cái rắm, nhưng Minh Thù hỏi, Lạc Yến không thể không trả lời. Hắn nhẫn nhịn gần một phút, kích thích hắn một chút, xem hắn có thể khôi phục hay không. Kích thích thế nào? tiểu cô nương giơ bàn tay nhỏ làm ra một động tác cắt cổ. Lạc Yến âm dương quái khí, bên bờ sinh tử dễ dàng bị kích thích nhất. Ha ha, cậu thử một chút. Lạc Yến nhìn tay chân nhỏ nhắn của mình, yên lặng từ bỏ cái ý định muốn đánh người này. Tại sao cậu không trực tiếp nói cho hắn biết? Minh thủ không nói bởi vì cô đối với kỳ ngựa hết thảy vẫn chưa quen thuộc, không biết nên nói từ chỗ nào. Nhưng tên Lạc Yến biến thái này không có khả năng không quen. Coi như nói cho hắn biết, những ký ức này cũng chỉ là thuật lại hắn nghĩ không ra cũng sẽ không làm được gì. Lạc Yến nói, biện pháp đơn giản nhất chính là để hắn khôi phục ký ức. Minh thủ nhún vai, dù sao cô cũng không có biện pháp gì. Cái mũi nhỏ của Lạc Yến hơi hít lại, tôi, để tôi suy nghĩ. Vẻ mặt Lạc Yến chăm chú không ít, bất quá thời gian thật sự không nhiều lắm. Hắn luân lạc tới thân thể này cũng bởi vì thời gian không nhiều. Lạc Yến lại lướt diệp tịch một chút, trong lòng ghen ghét không thôi, dựa vào cái gì hắn liền có thân thể thành niên đi cửa sau quả nhiên làm cho người ta chán ghét đây là số điện thoại tôi tiểu cô nương lưu lại số điện thoại tôi nghĩ được biện pháp lại đến tìm các người lạc yến đi ra khỏi cửa phòng đứng ở bên ngoài hắn giống như đã quên chuyện gì a à, đã quên nói với bọn họ chuyện của thế giới này nghĩ đến cuộc gặp gỡ vừa rồi lạc yến tố chất thần kinh ôm lấy khóe miệng quyết định không nói diệp tịch nhìn tiểu cô nương rời khỏi mãi đến cửa phòng đóng lại hắn mới chậm chạp nhìn về phía minh thù đa linh nó là ai các người đang nói cái gì? Cái gì thời gian không nhiều lắm, hắn trong miệng bọn họ là ai? Khôi phục ký ức. Ký ức gì? Minh thủ dây dây chán hai lần. Không được. Chấm phải ăn đồ ăn vặt để bổ sung một chút thể lực cùng não bộ. Minh thủ đi tìm đồ ăn, diệp tịch đi theo cô, giống như hôm nay cô không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đa linh. Minh thủ ngại diệp tịch phiền, đè hắn hôn một trận, diệp tịch bị hôn đến mơ màng, một hồi lâu cũng không nói chuyện. Minh Thủ an tĩnh ăn xong đồ ăn. Hô! Minh Thủ xoa xoa tay, Diệp Tịch, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao lần đầu tiên gặp tôi cậu liền thân cận tôi như vậy? Vừa gặp đã yêu. Hẳn là vậy đi. Thời điểm hắn nhìn thấy cô đã cảm thấy rất thích, muốn cùng với cô, bất kể dùng thủ đoạn gì. Nào có ai vừa gặp đã yêu? Minh Thủ cười nhẹ, bất quá bởi vì chúng ta trước kia đã ở cùng nhau. Trước kia? Diệp Tịch cau mày, không. Tôi trước kia chưa từng gặp qua em, trí nhớ của hắn mặc dù là mảnh vỡ nhưng hắn cảm thấy trước kia chưa từng gặp cô không phải trước kia ở đây minh thù đưa tay để diệp tịch ôm mình cô núp trong ngực hắn là thế giới bên ngoài chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ thế giới bên ngoài thế giới này của bọn họ còn có thế giới nào khác nữa sao đúng vậy a à, thời điểm lần đầu tiên gặp tôi cậu đã muốn giết tôi tôi sẽ không hắn làm sao lại giết cô minh thù nhìn hắn cười cười diệp tịch đột nhiên nghẹn ngào phẳng phất không biết nên phản bác thế nào hắn ôm chặt minh thù hơi mím môi trong ánh mắt có ám quang hiện lên minh thù vịn bả vai hắn cọ lên hôn một cái thân thể cứng ngắc của diệp tịch lúc này mới thả lỏng một chút cúi đầu đuổi theo môi minh thù nụ hôn càng triền miên hơn sâu lắng hơn minh thù dựa vào hắn thở một hơi tiếp tục đề tài vừa rồi giọng nói của cô nhẹ nhàng chậm rãi giống như tự thuật sự việc của người khác những ký ức kia đột nhiên mở ra, Minh Thủ cũng có chút giật mình. Nguyên lai like mình cùng hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Sinh sinh tử tử, hắn đều tham dự qua. Diệp Tịch nghe xong mơ màng, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Có ấn tượng không? Minh Thủ nói xong, ngoẹo đầu hỏi hắn. Diệp Tịch buông đôi môi khẽ mím ra, lắc đầu, hắn mặc dù cảm thấy quen thuộc, nhưng là hắn nghĩ không ra. Không sao. Minh Thủ cũng không thất vọng, Lạc Yến thử nhiều lần như vậy đều không thành công cô nếu tùy tiện nói mấy câu liền khôi phục đó mới không khoa học diệp tịch cúi đầu cánh môi hé mở cho nên tôi và em đều không phải người của thế giới này thế giới khác nhau người bất đồng hắn cùng cô đã trải qua những chuyện kia sao nghe cũng không chân thực lắm ừ tôi và em đến từ cùng một nơi sao minh thủ trầm mặc một chút cười lắc đầu như vậy sao diệp tịch biết những sự tình kia đối với hắn dường như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm chỉ thỉnh thoảng sẽ hỏi minh thủ một hai vấn đề diệp tịch nằm trên bàn nhìn minh thù xét duyệt văn kiện tại những thế giới kia đa linh thích tôi sao tay đăng ký của minh thù hơi ngừng lại cô để bút xuống ngón tay bóp chóp mũi của diệp tịch một chút cậu nhớ ra liền biết thôi thế nhưng đa linh hiện tại tôi muốn biết tôi không nói cho cậu tiểu yêu tinh còn muốn ăn lời của trẫm ngây thơ cầm diệp tịch gác lên tay minh thù gửi một nụ hôn gió về phía minh thù đa linh tôi hôn em một cái em nguyện ý nói cho tôi biết không không nguyện ý Minh Thù đẩy đầu hắn ra, tiếp tục xét duyệt văn kiện. Làm việc còn chưa xong, đồ ăn vặt còn đang chờ chẫm sủng hạnh, rất bận bịu đó. Diệp Tịch chống cằm nhìn khuôn mặt trắng nõn của Minh Thù, đường cong cổ ưu mỹ, cổ áo có chút mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Rất muốn, rất muốn hôn hôn cô a, à, nhìn một chút Diệp Tịch liền có suy nghĩ bay xa. Ầm, ừ, Diệp Tịch ngã xuống mặt đất, đầu đập vào mặt bàn. Minh Thù lập tức đưa tay dìu hắn, cậu làm gì vậy, không khỏe cũng có thể sắc mặt diệp tịch có chút trắng trên trán chảy ra một giọt máu con người đen nhánh sâu lắng không có tâm tình gì bất thường diệp tịch thần sắc diệp tịch chậm rãi chuyển biến tốt hắn tiêu cự nhìn minh thù đa linh thế nào diệp tịch ôm minh thù minh thù bị ép nửa quỳ trên mặt đất cô vỗ vỗ lưng diệp tịch giữa ban ngày cậu lại thấy ác mộng giọng nói diệp tịch có chút khàn khàn em sẽ rời khỏi tôi sao minh thù há to miệng không rời khỏi cậu đừng suy nghĩ bậy bạ diệp tịch cũng không biết mình làm sao chính là đột nhiên rất sợ hãi sợ đột nhiên không nhìn thấy cô nữa hai người cứ như vậy ôm một hồi lâu trong lúc đó trợ lý hạ đi vào một lần bất quá hai người bị bàn làm việc che lại trợ lý hạ không thấy được người nên cho là minh thù đã ra ngoài một lúc sau diệp tịch mới buông cô ra minh thù để diệp tịch ngồi trên ghế ra ngoài lấy thuốc trợ lý hạ thấy cô từ văn phòng đi ra bộ dạng giống như gặp quỷ minh thù đẩy tóc trên chắn diệp tịch ra dùng bông gòn chấm cồn khử trùng. Vừa đụng phải, Diệp Tịch liền bắt đầu la làng, a a a, đa linh, đau, lấy tay ra, đau. Thằng nam thù hoàn toàn không thèm nể mặt, cậu là một đại nam nhân, đau cái gì mà đau, chịu đựng. mươi 1263, tuần lệnh đa linh, 20. Vài lần sau, Minh Thù phát hiện Diệp Tịch luôn luôn không bình tĩnh, sau đó làm ra các tình huống để mình bị thương. Cô cảm giác được sự bất an của hắn, nhưng cô cũng không biết làm như thế nào để tiêu trừ đi sự bất an của hắn chuyện này đã ảnh hưởng đến minh thù cô ăn nhiều hơn hai bao đồ ăn vặt đều không ép được phiền muộn này xuống trợ lý hạ minh thù gọi trợ lý hạ lại đại tiểu thư tôi hỏi cậu một việc trợ lý hạ hiếu kỳ đại tiểu thư muốn hỏi cái gì gần đây khu tây thành không có kiếm chuyện rất nhiều nhà máy bên kia đã thỏa hiệp bắt đầu giao nạp phí ra vào khu đông thành ngoại trừ diệp tiên sinh hình như không có chuyện gì một người cảm thấy bất an thì làm sao tiêu trừ sự bất an của hắn ừm trợ lý hạ vào đầu đại tiểu thư vấn đề này của cô quá sơ lược chuyện này nếu nguyên nhân khác biệt biện pháp giải quyết tự nhiên cũng khác biệt trợ lý hạ trong lòng thầm nhủ diệp tiên sinh cùng đại tiểu thư xảy ra vấn đề gì hay sao gần đây nhìn diệp tiên sinh hình như có điểm gì là lạ nhiều lần trông thấy một mình hắn đợi tình huống như vậy trước kia rất ít gặp chẳng lẽ chuyện lần trước đại tiểu thư chất vấn qua diệp tiên sinh nên tình cảm của hai người xảy ra vấn đề minh thù phất tay để trợ lý hạ ra ngoài Cô vẫn là nên tự mình nghĩ đi, sớm biết như vậy đã không nói cho hắn biết. Cái này mẹ nó cùng trong tivi diễn không giống a." À, Minh Thủ thở dài, muốn mua chút thuốc làm cho hắn mất trí nhớ luôn. Nhịn xuống nhịn xuống. Ngẫm lại kia là tiểu yêu tinh, giá trị hào quang vốn không đủ ăn đồ ăn vặt, sao có thể lãng phí mua loại thuốc kỳ quái kia chứ? Ha, quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều. Minh Thủ đổi từ chỗ hài hòa hiệu một đống đồ ăn vặt, giá trị hào quang bay vù vù, cô cần an ủi chính mình một chút buổi chiều. Diệp Tịch hôm nay không tới cùng với cô. Lúc Minh Thủ trở về, Diệp Tịch nằm trên ghế salon, tay khoác lên chán, đùi phải đặt ngang trên ghế salon, chân trái có chút cong lên. Trên người mặc bộ đồ ở nhà, biếng nhát giống như một con mèo quý tộc lười biếng. Âm thanh đóng mở cửa tựa hồ không có đánh thức hắn. Minh Thủ thả nhẹ động tác, đảo một vòng qua phòng bếp sau đó mới đi đến ghế sofa bên kia. Minh Thủ ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt tay đặt ở phần bụng hắn, Cô vuốt vuốt một hồi rồi chống đỡ bên cạnh cuối người nhìn hắn. Diệp tịch hô hấp rất ổn, dường như ngủ rất ngon. Minh thủ đặt lên cánh môi hắn một nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt qua. Minh thủ đứng dậy đi lấy tấm thảm đắp trên người hắn, sau đó ngồi dưới đất, lưng tựa vào ghế sofa, an tĩnh nắm tay hắn. Minh thủ biết được tin tức khu Tây Thành muốn đánh khu Đông Thành đã là vài ngày sau. Khu Tây Thành đã thành lập được nhánh đội quân tiên phong, muốn đem khu Đông Thành vựa ve chai rác rưởi này tiêu diệt triệt đề. Tin tức này vừa tung ra, toàn bộ khu Đông Thành đều bùng nổ. Khu Tây Thành muốn cái gì có cái đó, bọn hắn ở khu Đông Thành có cái gì? Khu Tây Thành súng thật đạn thật đánh tới, bọn hắn lấy cái gì chống cự? Có người cảm thấy khu Tây Thành làm ra quyết định như vậy đều bởi vì Độ Kỷ, cho nên một đám người liền vây quanh bên ngoài Độ Kỷ. Tiếng mắng chửi không ngừng truyền vào Độ Kỷ, đối mặt với số lượng quần chúng khổng lồ như thế, nhân viên Độ Kỷ không dám ra mặt. Khu Tây Thành cùng khu Đông Thành đánh nhau vốn là đã có trong cốt truyện. Bất quá hiện tại là đi trước thời hạn mà thôi. Minh Thù đối với chuyện này rất bình tĩnh, không đánh nhau làm sao cô có thể kéo ra chị Hận Thù. Khu Tây Thành có quân đội, hiện tại cũng đang tập kết tại phòng tuyến đối diện bên kia. Minh Thù nhìn video truyền về trước mặt, Đại tiểu thư, Khu Tây Thành vừa tuyên bố, trợ lý Hạ ấn ở một video cho Minh Thù xem, người trong video yêu cầu Khu Đông Thành đem người phụ trách của độ kỷ, cũng chính là Minh Thù giao ra, không thì bọn hắn lập tức tiến vào đánh Khu Đông Thành. Minh thủ coi như là người có quyền điều khiển khu Đông thành hiện tại, y tích lại hận không thể giết chết cô mấy trăm lần, đối phương yêu cầu giao cô ra cũng hoàn toàn hợp lý. Video này được tuyên bố diện rộng nên tất cả mọi người ở khu Đông thành đều nhìn thấy. Đại tiểu thư, khu Tây thành muốn để cô trở thành mục tiêu công kích. Rất tốt. Trợ lý Hạ. Tốt cái gì a? À? Đầu có của đại tiểu thư có phải là hỏng rồi? Hiện tại người của khu Đông thành thấy video này đều chạy về phía chúng ta, muốn đem cô trực tiếp giao ra trợ lý hạ có chút tức giận những người của khu tây thành kia căn bản không đem khu đông thành đặt vào trong mắt đại tiểu thư thành lập phòng tuyến người của khu tây thành nào còn dám vảnh mặt lên với bọn hắn lúc đến cũng đều là đến rồi đi vội vàng căn bản không dám giống như kiểu trước đây mặc dù tình huống bây giờ có chút không tốt nhưng hắn tin tưởng đại tiểu thư nhất định có biện pháp giải quyết minh thủ ném điện thoại đánh nhau càng náo nhiệt không phải sao đa số quần chúng của khu đông thành đều muốn giao minh thủ ra thế nhưng minh thủ không xuất hiện bọn hắn giống đến lợi hại hơn nữa cũng không làm được gì đại tiểu thư không xong rồi xe của diệp tiên sinh bị những người ngoài kia chặn lại giọng nói hốt hoảng của nhân viên từ bên ngoài phòng làm việc truyền tới trợ lý hạ còn chưa kịp phản ứng văn phòng đã không còn bóng dáng của đại tiểu thư nhà hắn trợ lý hạ ngoài cửa chính độ kỳ quần chúng đang kích động chặn lấy một chiếc xe lúc này cửa sổ xe đã bị đập mở mọi người chen trúc thành một đoàn ai cũng thấy không rõ tình huống bên trong như thế nào đều tại những yêu tinh như các người hại người. Hiện tại toàn bộ khu đông thành đều đang gặp nạn, các người muốn chết thì kéo theo chúng tôi làm cái gì? Tại sao các người không đi chết đi? Là giáng tuyết, cô ta đến rồi, bắt lấy cô ta, giao cho khu tây thành. Minh thủ vừa ra khỏi cửa độ kỳ liền bị người ta phát hiện, đám người đang vây quanh xe lập tức quay đầu nhào về phía Minh thủ. Minh thủ nhìn trong đám người, bên kia quá nhiều người làm cô không thấy được diệp tịch. Tiếng mắng chửi cùng tiếng thét chói tai hỗn hợp lại cùng nhau, Minh thủ một đường đạp bay những người đang chặn đường, tới gần xe. Thế nhưng trong xe không có ai, bốn phía cũng không có ai. Người đâu? Minh thủ tóm lấy một người bên cạnh. Người kia vừa rồi kêu gào đến kịch liệt, thế nhưng khi đối mặt với người có thực lực chân chính, trong nháy mắt sợ đến không chịu được. Không, không biết. Mới vừa rồi còn ở, đoàng đoàng đoàng. Mấy tiếng súng vang lên, toàn bộ thế giới phẳng phất đều an tĩnh lại. Minh thủ đem họng súng nhắm ngay người gần nhất, ngồi xuống hết cho tôi. Thế giới này cầm súng không phạm pháp, nhưng súng ống không dễ làm, khu Tây thành có lẽ không ít người có, nhưng khu Đông thành có súng đích thị rất ít người. Bị súng chỉ vào, đám người cũng không dám kêu la, dồn dập ôm đầu ngồi xuống. Phần lớn người đều ngồi xổm trên mặt đất, Minh Thủ đảo qua bốn. Phía cách xe khoảng 7, 8 mét, nhìn thấy Diệp Tịch dựa vào tường. Minh Thủ vượt qua đám người. Diệp Tịch. Diệp Tịch đẩy người bên cạnh ra, người kia ngã xuống đất, có giúp hai cái liền không có động tĩnh. Diệp Tịch nở một nụ cười nhìn về phía Minh Thù. Đa Linh, tôi biết em sẽ đến cứu tôi. À, tay đau quá. Hắn đưa tay trước mặt Minh Thù. Đa Linh, giúp tôi xoa xoa. Minh Thù cầm tay hắn, đi vào trước. Diệp Tịch quét mắt một vòng người xung quanh, đáy mắt hiện lên vẻ tối tăm. Hai hoa hiệu lạc yến, ta vừa đi ra một lúc như vậy thôi, không còn nữa. Tiểu tiên nữ, nếu không thì sao? Lạc yến, thêm kịch. Tốt xấu gì ta cũng là nam phụ quan trọng. Tiểu tiên nữ, được A, cho phiếu A. Lạc Yến, không có. Tiểu tiên nữ, không có ngươi còn muốn thêm kịch. Nằm mơ đi. Lạc Yến, tiểu khả ái nào giúp ta ném một chút phiếu. Không muốn nhìn thấy lão công của các ngươi sao. mươi 1264, tuần lệnh Đa Linh, 21. Minh thủ vốn là dự định che chở thật tốt cho khu đông thành. Tốt xấu gì cũng coi như đại bản doanh của mình. Địa bàn ăn cơm không thể để cho người ta phá hủy. Nhưng đám người kia dám vây công diệp tịch cho nên Minh Thủ cũng lười tốn sức làm chuyện không được báo đáp. Những chuyện lúc đầu sắp xếp bên ngoài, Minh Thủ đều để trợ lý hạ rút về, phòng tuyến của mình bên kia cũng rút lui, người còn lại muốn làm gì thì làm, cô mặc kệ. Minh Thủ bỏ mặc cho sự tình phát triển. Người của khu Đông Thành muốn đem cô giao ra, cũng phải tóm được cô mới được. Cứ như vậy rằng có tiếp tục đến 3 ngày, khu Tây Thành nhịn không được phát động công kích. Lúc đầu có phòng tuyến, khu Tây Thành không dễ dàng đột phá được, nhưng mà khu Đông Thành bên trong dường như có phản đồ mở ra một cái cửa vào khu đông thành. Quân đội tiến vào khu đông thành, bọn hắn là đến thanh lý khu đông thành, phản kháng thì giết hết, không phản kháng thì mang đi. Đại tiểu thư, bọn hắn đã càn quét hai con đường. Trợ lý Hạ Thần sắc coi như trầm ổn. Minh thủ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Ong 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 Minh thủ nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, hơi kinh ngạc, người mất tích này lại gọi điện thoại cho cô. Hôm nay không hổ là ngày tốt để tấn công. Con gái a. Giọng nói phóng khoáng của lão ba từ đầu điện thoại bên kia truyền tới, nghe nói đánh nhau, ừm, nghe nói là con khơi mào. Đúng vậy a, à. Minh Thủ đáp lời, cha, lúc này cha gọi điện thoại cho con, không phải chỉ để hỏi cái này chứ. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Thanh âm của lão ba tự hồ còn rất vui vẻ, ta chính là muốn nghe giọng nói của con gái, người già đa sầu đa cảm không hiểu. Con gái, hẹn gặp lại a. À. Lão ba phóng khoáng nói xong liền cúp điện thoại. Minh thủ ngơ ngác, cái đồ chơi gì, ông ấy muốn trở về rồi, khu đông thành cùng khu tây thành đều đang đánh nhau, lão ba muốn trở về hoàn toàn có thể lý giải được. Nhưng Minh thủ luôn cảm thái độ của lão ba rất kỳ quái. Còn có lúc trước ông ấy nói câu nói kia, bên ngoài rối loạn, bên trong độ kỷ hoàn toàn an ổn, quân đội đã càn quét tới độ kỷ, thế nhưng còn chưa khai hỏa đã bị người ta đánh bay. Đúng vậy, chính là đánh bay. Vũ khí có lực sát thương đặc biệt lớn, hoàn toàn không thể so với trang bị kém của khu Tây Thành khu Tây Thành cùng độ kỷ phân cao thấp một ngày một đêm, cuối cùng tổn thất nặng nề. Không có cách nào, chỉ có thể đem mảnh đất này trở lại, càn quét những nơi khác. Bên trong độ kỷ có nhân viên, cũng có người nhà của nhân viên. Vì sao các người có vũ khí lợi hại như vậy lại không phản kích? Bên ngoài nhiều người như vậy. Các người rõ ràng có thể cứu bọn hắn, tại sao không cứu người? Bọn họ đều vô tội. Không phải là các người rước lấy chuyện này sao? Các người phải chịu trách nhiệm. Một ít người nhà của nhân viên trong đại sảnh ồn ào, đồng thời rất nhanh tạo thành một đoàn thể nhỏ yêu cầu độ kỳ ra ngoài cùng quân đội khu tây thành đối kháng trợ lý hạ thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này nhân viên thấy thế liền vội vàng kéo lấy người thân của mình trợ lý hạ từ trong đám người đi ra tôi nghĩ các người đã quên trước đó là ai yêu cầu đem đại tiểu thư giao ra cái đó là cô ta vốn chính là lỗi của cô ta chúng tôi chúng tôi đã làm sai điều gì những lời này chuẩn bị ra khỏi miệng thế nhưng đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của trợ lý hạ mang theo ánh mắt mỉa mai, bọn họ không khỏi yên lặng. Chợ. Lý Hạ cười lạnh, lần nữa thả ra một tin tức chấn động, đại tiểu thư vốn là muốn giữ vững khu đông thành, bất quá thật đáng tiếc, cơ hội do chính các người vứt bỏ. Tại thời điểm phát sinh việc chặn xe của Diệp Tiên Sinh trước đó, đại tiểu thư đối với những tiếng mắng chửi cùng thanh âm muốn giao cô ra đều không để, trong lòng. Thậm chí còn có tâm tình sắp xếp chuyện phòng tuyến bên kia. Duy chỉ có sau sự việc mới phát sinh kia, thái độ của cô lập tức biến đổi. Trợ lý hạ giải quyết những ầm ý phía dưới rồi lên lầu. Thành viên nòng cốt đều ở phía trên, người thân ở trên này rất yên tĩnh, ngồi đợi trong góc. Trợ lý hạ, anh nói đại tiểu thư của chúng ta lấy những vũ khí kỳ quái kia ở từ nào ra. Những vật kia, khu Tây Thành tự hồ cũng không có được. Trợ lý hạ cũng muốn biết vấn đề này. Nhưng hắn cũng không có bát quái đến đáp án. Tôi làm việc tại độ kỳ thời gian cũng không dài, nhưng độ kỳ tồn tại lâu như vậy, có những vũ khí này cũng không kỳ quái đi. Chính hắn phải tìm một đáp án, cũng còn cảm thấy rất có đạo lý độ kỷ đến cùng đã tồn tại bao lâu giống như vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của bọn họ giống như khu đông thành cùng khu tây thành tấm thẻ ghi chép tuổi thọ đều tồn tại sẵn có đạo lý nhân viên nào đó gật đầu vậy tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ trung quy không thể nhìn đám người khu tây thành kia chiếm lĩnh khu đông thành của chúng ta chứ trợ lý hạ lắc đầu đại tiểu thư còn chưa nói bước kế tiếp đám người cũng không lộ vẻ lo lắng dù sao đại tiểu thư của bọn họ thần tiên như thế hiện tại đám người khu tây thành kia muốn bắt bọn họ cũng không có cách nào khu tây thành y tích cùng một đám người ngồi trong phòng họp trên màn hình phát ra chính là thành quả càn quét của ngày hôm nay toàn bộ bản đồ của khu đông thành đều ở nơi này trên bản đồ có điểm đánh dấu màu đỏ chứng minh đã bị bọn họ khống chế trong đó có một chỗ bị vẽ ra nơi đó chính là vị trí của độ kỷ y tiểu thư tôi cảm thấy có thể phái càng nhiều người qua đó để tăng nhanh tốc độ một chút khu đông thành chỉ là một đám chuột đã sớm nên thanh trừ bọn họ Độ Kỷ, có người lên tiếng, một tiếng này, phòng họp náo nhiệt lập tức an tĩnh lại. Nam nhân trung niên bụng phệ nào đó nói, vũ khí của Độ Kỷ quá lợi hại, vũ khí thông thường của chúng ta không đối phó được bọn họ. Nam nhân đối diện có vẻ hơi nóng nảy, Độ Kỷ từ đâu tới sao có thể có vũ khí tiên tiến hơn chúng ta? Vấn đề này tất cả mọi người đều muốn biết. Trước tiên cứ mặc kệ Độ Kỷ, thanh trừ sạch sẽ những nơi khác, cuối cùng từ đầu tới cuối không ai giúp Độ Kỷ, hao tổn cũng có thể mài chết bọn họ. Có đạo lý đám người thì thầm với nhau hiển nhiên đều đồng ý với lý luận của người này y tiểu thư cô thấy thế nào y tích nhìn bản đồ không nói gì đáy lòng có chút lo lắng nữ nhân kia y tích mặc dù cảm thấy không quá được nhưng mọi người đều kiên trì nếu cô ta phản đối thì địa vị của cô ta hiện tại càng bất lợi cho nên y tích đồng ý điều động nhiều người đi vào tăng tốc độ càn quét liên tiếp mấy ngày đều không xảy ra vấn đề gì độ kỷ không có chút phản ứng nào giống như đã hoàn toàn từ bỏ chống lại nhưng càng như vậy đáy lòng y tích càng cảm thấy không đúng nữ nhân kia làm sao lại ngồi chờ chết ngay tại thời điểm y tích lo lắng tiền tuyến lại truyền tới tin tức có một nhánh đội phản kháng rất lợi hại vũ khí của đối phương mặc dù chẳng ra sao cả nhưng bọn hắn lợi dụng địa hình của khu đông tạo cho đội ngũ của bọn tổn thất không nhỏ còn bị cướp đi một lô vũ khí bên trong hình ảnh truyền về hiện ra một thân ảnh quen thuộc lục ngưng cô ta lại có thể dẫn đầu người khác phản kích bắt lấy nữ nhân này cho tôi Y tích chỉ vào lục ngưng, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tôi muốn người sống. Chương 1265, tuần lệnh đa linh 22. Khu Đông Thành, một đường phố nào đó. Lục ngưng dựa vào tường ngồi, bốn phía đều là người đang nghỉ ngơi, có người bị thương, có người hiểu chút kiến thức chữa bệnh đang bận rộn giúp băng bó. Lục ngưng tỉ, ăn chút gì đi. Ban Lan đưa cho lục ngưng một túi bánh bích quy. Lục ngưng không quá muốn ăn, máu tươi cùng thi thể làm cho cô có chút buồn nôn, cho bọn họ ăn đi, Lục ngưng tỉ, tốt xấu gì cũng nên ăn một chút đi. Ban Lan mở bánh bích quy ra đưa tới bên miệng lục ngưng, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo tồn thể lực. Lời cự tuyệt của lục ngưng nghẹn lại trong cổ họng, cô nhận lấy bánh bích quy, cắn một cái. Ban Lan ngồi bên cạnh cô, lục ngưng tỉ, cô nói vì sao lại trở thành như vậy chứ? Tôi cũng muốn biết, vì sao lại thành thế này? Ban Lan cúi đầu, giọng nói có chút buồn bực, bọn họ đều nói là bởi vì độ kỷ, lục ngưng tỉ cô cũng cảm thấy như vậy sao? Lục ngưng thần sắc mờ mịt, lẩm bẩm một tiếng, tôi không biết. Thế giới này. Ban Lan nói, lúc ấy độ kỷ phái người đưa tới rất nhiều vũ khí. Nhưng rất nhanh liền bị rút lại. Tôi nghe nói độ kỷ bên kia rất an toàn. Lục ngưng tỷ, chúng ta có nên rút lui về phía bên đó hay không? Trước đó Ban Lan báo danh tham gia làm việc tại phòng tuyến. Rất may mắn, hắn được chọn. Mà bởi vì chịu khó làm việc nên được một quản sự cho theo bên cạnh. Ban Lan cảm thấy lúc ấy độ kỳ đang muốn thủ thành, chỉ là không biết vì sao bọn họ lại đột nhiên từ bỏ tinh thần lục ngưng nảy lên một chút kéo một tấm bản đồ cũ nát từ bên cạnh qua chúng ta bây giờ đang ở đây cô chỉ vào nơi nào đó độ kỳ ở đây theo tin tức gần nhất của căn cứ mấy con phố bên cạnh đều đã bị thanh lý độ kỳ hiện tại giống như một cái đảo hoang cô dừng một chút thở dài chúng ta đi bộ qua khả năng không cao mà coi như chúng ta qua được bọn họ cũng không nhất định sẽ hỗ trợ khu đông thành cùng khu tây thành vì sao lại đánh nhau đến bây giờ lục ngưng cũng không rõ ràng lắm những lời đồn kia có bao nhiêu là sự thật có bao nhiêu là giả lục ngưng vừa nói xong ban lan rõ ràng thất vọng đoàng 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 tiếng súng trong màn đêm truyền ra lộ ra phá lệ đột ngột có số lớn bộ đội đang hướng về phía chúng ta người canh chừng hét về phía bọn họ mau dậy đi lục ngưng lập tức đứng lên người không bị thương chiếu cố người bị thương một chút khu đông thành ban đêm không yên tĩnh tiếng súng từ bốn phương tám hướng chuyển đến minh thù đặt một cái giường ở văn phòng lúc này diệp tịch nằm ở trên giường nhìn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện ngoài cửa sổ hắn nghiêng người nhìn người đang ngồi trước bàn làm đa linh em tới đây một chút minh thù không quá muốn động nhưng không chịu nổi sự thúc giục của diệp tịch cô chỉ có thể bưng lấy điểm tâm đi qua sao vậy diệp tịch như bạch tuộc ôm lấy minh thù không sao chính là muốn ôm đa linh minh thù minh thù điều chỉnh tư thế ngồi để diệp tịch có thể ôm mình cô lại vui sướng ăn đồ ăn vặt Minh Thủ vê một chút đút cho Diệp Tịch. Diệp Tịch cố ý ngậm lấy đầu ngón tay cô, dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại. Đa Linh, tiếp theo em muốn làm gì? Không biết a. À. Minh Thủ thành thật nói, đi một bước nhìn một bước chứ sao? Diệp Tịch nghẹn họng một chút, em cũng không nghĩ tới sao? Tại sao phải nghĩ? Minh Thủ buồn cười, kế hoạch nhiều như vậy, có thể không gặp phải biến hóa. Tôi nguyện ý làm sự biến hóa của bọn họ. Diệp Tịch nói, nếu như bọn họ đem độ kỷ cô lập ra nhiều người như vậy ăn dùng làm sao bây giờ minh thủ hạ mắt cô có hệ thống nên không đói được thật giống như đã quên đi chuyện này minh thủ nghiêm túc suy tư một lát không sao đến lúc đó đến khu tây thành cướp dù sao khu tây thành có tiền diệp tịch đây là kết quả suy nghĩ nghiêm túc trêu chọc hắn đây với trí thông minh của cậu đừng nghĩ những thứ này tranh thủ thời gian ngủ đi minh thủ đè diệp tịch nằm xuống diệp tịch trí thông minh của hắn có vấn đề gì Chuyện này cùng trí thông minh của hắn có quan hệ gì? Đừng tưởng rằng em là đa linh của tôi, tôi sẽ không dám nổi giận với em. Lão tử cũng có lúc tức giận. Diệp tịch biệt khuất hỏi, đa linh không ngủ. Tôi chờ một lúc, đa linh hôn tôi một cái. Minh thủ. Nếu không phải chẫm còn ăn, thật muốn toàn bộ đều đập hết trên mặt hắn. Minh Thù chờ Diệp Tịch ngủ say, tiếng súng từ xa tựa hồ ngày càng gần. Cuối cùng Minh Thù xác định không phải ảo giác của cô, tiếng súng xác thực càng ngày càng gần, Diệp Tịch bị làm cho có chút bất an, Minh Thù mò thú nhỏ ra đặt bên cạnh hắn. Móng vuốt thú nhỏ cào lên mu bàn tay Minh Thù. "Con sen ngươi thật quá đáng, ta cả ngày chiếu cố ngươi coi như xong đi, hiện tại còn muốn chiếu cố cái tên hai chân xấu xí không có lông này, dựa vào cái gì?" Minh Thù đưa đồ ăn vặt trong tay chưa ăn xong cho nó. "Thú nhỏ, hừ, đừng tưởng rằng một chút này liền có thể mua chuộc ta." "Ăn ngon." Thú nhỏ ngăn cách thanh âm, Minh Thù để nó đợi ở chỗ này, cô đứng dậy rời đi văn phòng. Minh thủ vừa đi, Diệp Tịch liền mở mắt ra. Cùng thú nhỏ đang ăn đồ ăn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thú nhỏ quay hàm nhét phình lên, con người đen bóng trợn tròn, bộ lông mềm mại phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Một người một thú im lặng đối mặt. Thú nhỏ, con sen, cái tên tiểu tử chết tiệt này giả vờ ngủ. Thú nhỏ lập tức gầm thét cáo trạng cho Minh thủ. Diệp Tịch cảm thấy thời điểm thú nhỏ cùng Minh thủ ăn có điểm đặc biệt giống, rất đáng yêu. Nhưng thái độ thú nhỏ đối với hắn cũng không quá đáng yêu minh thù ở ngay bên ngoài nghe thấy thú nhỏ gào thét cô lập tức xoay người trở về diệp tịch muốn nhắm mắt lại đã không kịp làm sao tỉnh rồi diệp tịch ngồi xuống em đi rồi không ngủ được minh thù minh thù mang diệp tịch ra ngoài bên ngoài đang thảo luận việc tiếng súng càng ngày càng gần kia thú nhỏ núp trong lòng bàn tay diệp tịch lông xù một nhúm diệp tịch bóp tới bóp lui cảm thấy chơi thật vui thú nhỏ tức giận trực tiếp cắn hắn nhưng không dám cắn thật nếu không con sen sẽ cắt xén khẩu phần ăn của nó nó mới không cho con sen cơ hội hừ hừ đại tiểu thư cô nhìn xem trợ lý hạ đứng trước cửa sổ đưa kính viễn vọng cho minh thù xa xa trong khu nhà có hai nhóm người đang đuổi nhau rõ ràng người chạy trốn rơi vào thế yếu đằng sau là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh những người bị đuổi kia hoảng hốt chạy bừa rất nhiều người phân tán tại các lối rẽ đội ngũ cuối cùng càng ngày càng ít minh thủ để ống nhòm xuống phái người đi qua tiếp ứng một chút a à, trước đó thời điểm khu bên cạnh độ kỹ chưa bị thanh trừ sạch sẽ có không ít người chạy đến đây cầu cứu nhưng đại tiểu thư đều không có một chút mềm lòng nào ngày hôm nay làm sao còn muốn phái người đi tiếp ứng trợ lý hạ tràn đầy nghi ngờ nhưng mệnh lệnh của đại tiểu thư phải chấp hành hắn xuống dưới chọn ra một đội lấy vũ khí đi tiếp ứng đội ngũ kia người trong đại sảnh nghe thấy động tĩnh lúc này đều vây xem tiểu đội rất nhanh đã đưa người trở về quân đội đuổi theo bọn họ thấy đây là địa bàn của độ kỷ, đứng nguyên tại chỗ bồi hồi trong chốc lát, như có chút không cam lòng rời đi. Ba Lan chống đỡ đầu gối thở hổn hển, còn chưa thở được hai cái đã lập tức đi xem Lục Ngưng, "Lục Ngưng tỷ, cô sao rồi?" "Không có." "Không có việc gì." Giọng nói của Lục Ngưng tiết lộ tình trạng của cô ấy lúc này. Chương 1266, Tuần lệnh Đa Linh, 23. Lục Ngưng nhìn chằm chằm người trước mặt, cảm giác không thể tin được. Tại sao là cô ấy? Ban Lan chấn kinh không ít so với Lục Ngưng. Lúc trước người cứu bọn họ lại là dáng tuyết của độ kỷ. Trước tiên xử lý vết thương cho cô ấy. Minh Thủ phân phó trợ lý hạ. Trợ lý hạ xuống dưới gọi hai người lên đưa Lục Ngưng đi bôi thuốc. Ban Lan mệt lả có quắp trên ghế. Cô! Cô làm sao? Sẽ là lão đại của độ kỷ. Minh Thủ không quan trọng cười cười. Thất vọng sao? Ban Lan lắc đầu. Hắn chỉ là thật không dám tin tưởng. Cô lại là lão đại của độ kỷ. Có người đưa thức ăn cho Ban Lan ban lan thanh âm khàn khàn nói lời cảm ơn những việc mấy ngày nay trải qua hắn chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới lúc này đang bưng lấy một bát cháo nóng hắn lại có điểm muốn khóc thế nhưng không thể hắn là nam tử hán chờ lục ngưng thay xong thuốc ra minh thủ cũng không có dự định cùng bọn họ trò chuyện cho người sắp xếp một chút sau đó mang theo một thanh niên đang đứng bên ngoài rời đi hôm sau lúc minh thủ xuống lục ngưng đã ngồi ở bên ngoài những người còn lại hẳn là cũng không còn lên tiếng im ắng Dường như tiếng súng cũng yên tĩnh lại, toàn bộ thế giới yên tĩnh đến hài hòa. Minh Thủ đi qua rót một ly nước, thuận miệng nói, tới đây sớm như thế, tinh lực không tệ lắm. Sắc mặt Lục Ngưng có chút tái nhợt, cô mấp môi nói, có thể cùng tôi nói một chút, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra không? Lời đồn bên ngoài trước đó cô vẫn luôn bảo chỉ thái độ hoài nghi. Hiện tại nhìn thấy cô ấy, cô càng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ cô đối với người cứu mình có hảo cảm để cho tâm tư của mình cảm thấy cô ấy cùng lời đồn không giống. Hơn nữa, Lục Ngưng tâm tình nặng nề, nhưng cô không tìm thấy người nào để chia sẻ phần tâm tình nặng nề này. Minh Thủ kéo cái ghế ngồi đối diện cô, nhếch khóe miệng cười nói, y tích sớm muộn cũng sẽ đánh tới, tôi chỉ là tăng nhanh tiến độ một chút. Lục Ngưng có chút mấp môi, dường như không biết mình muốn hỏi điều gì. Cổ họng cô khô chát, vì vì sao? Y tích vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Thiết lập nội dung cốt truyện là như thế này có thể là vì sao thân thể lục ngưng dung một cái sắc mặt đột nhiên trắng bệch minh thù có chút không hiểu nổi vừa rồi lời cô nói có chỗ nào có vấn đề để nữ chính sợ đến như vậy tôi nói thân thể của cô có được hay không không được thì nghỉ ngơi đi nơi này rất an toàn ánh mắt lục ngưng cổ quái nhìn cô cô cũng biết chuyện này minh thù cái gì minh thù mơ màng lục ngưng lại hỏi chuyện này là sự thật minh thù chậm có chút nghe không hiểu nữ chính đại nhân đang nói cái gì? Cô nói cái gì đó? Minh Thù nghi hoặc, chuyện nào là sự thật? Biểu tình của Lục Ngưng có chút biến hóa, hai tay nắm chặt ly nước có vẻ bất an, cô mới vừa nói thiết lập cốt truyện là có ý gì? Chính là nguyên gốc cốt truyện chính là như vậy. Minh Thù hơi ngừng lại, cô mới vừa nói việc kia, là cái gì? Lục Ngưng ngẩng đầu cùng Minh Thù đối mặt. Không khí phảng phất tĩnh lại. Lục Ngưng rời ánh mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Phát hiện trong miệng thậm chí trong cổ họng đều là một mảnh khô khốc. Cô lại bưng ly nước uống hai ngụ. Cô nghe qua. Thiết lập lại thế giới chưa? Lục ngưng nói trước đó mình có gặp qua một người. Người kia nói cho cô biết thế giới này của bọn họ sẽ không ngừng thiết lập lại. Có người phát hiện bí mật thiết thập lại này. Bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp đối kháng. Nhưng đây chẳng qua là một số ít người. 99% người cũng không biết bí mật này. Bọn họ cho là mình cứ như vậy sinh sống tại thế giới này trên thực tế bọn họ chỉ là nhân vật không ngừng bị thiết lập lại ký ức đều là thiết lập tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo quỹ đạo để phát triển khu đông thành cùng khu tây thành cuối cùng sẽ giao chiến mà thiết lập lại cũng không có quy luật thời gian đặc biệt chỉ biết hai khu này về sau sẽ giao chiến nhưng bất kể là khu đông thành thắng hay là khu tây thành thắng cuối cùng đều sẽ bị thiết lập lại người kia nói chúng ta giống như npc trong trò chơi đến thời gian sẽ một lần nữa đổi mới tấm thẻ tuổi thọ chính là để chứng minh thân phận của chúng ta minh thù ăn hai cái đồ ăn vặt an ủi lượng tin tức này có chút lớn a à, Chậm có chút sợ đi theo kịch bản đơn giản không được sao tại sao phải có một kịch bản phức tạp như vậy lục ngưng cười khổ đến lúc này cô vẫn cảm thấy là mơ giữa ban ngày bọn họ ở thế giới này làm sao lại có thể như vậy được nhưng không thể phủ nhận tấm thẻ tuổi thọ cùng cướp đoạt hai chuyện này cũng rất quỷ dị trong trí nhớ bọn họ không nhắc tới nhưng vẫn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên thế nhưng vừa rồi cô nghe thấy cô ấy nói cái gì thiết lập kịch bản cô mới vừa nói thiết lập kịch bản là cái gì cô ấy đã không biết chuyện này vậy cô ấy nói cái gì nói ra có khả năng cô không tin minh thủ cao thâm khó lường cười một tiếng tôi biết tương lai sẽ phát sinh cái gì lục ngưng như có điều suy nghĩ gật đầu minh thủ đầu bếp nhỏ không biết làm cơm đây là tin rồi lục ngưng mới vừa phổ cập kiến thức khoa học cho minh thủ hiển nhiên đối với cái thiết lập này tiếp nhận cũng không có chút áp lực chút nào loại chuyện thế giới thiết lập lại đều có thể xảy ra còn cái gì không có khả năng phát sinh. Minh thủ nghĩ đến thái độ cổ quái của lão ba cùng cuộc điện thoại trước đó. Vị lão ba nãy đã biết chuyện thiết lập lại, cho nên mới nói cô hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Còn chuyện đánh nhau trước đó, gọi cho cô một cuộc điện thoại chia tay, hoàn toàn không lo lắng, dù sao sau này thiết lập lại vẫn là cha con. Chưa thấy qua lão ba nào hố con gái như thế. Minh thủ hiếu kỳ, cô nói có người biết điểm này, cũng nghĩ biện pháp đối kháng, chỉ nhớ của bọn hắn không bị thiết lập lại. Lục Ngưng lắc đầu, tôi cũng không biết, hẳn là không thể nào, không thì tại sao có thể có dạng thuyết pháp lưu truyền tới nay? Sáng sớm liền bị nệ một cái tin tức nặng ký như thế, Minh Thủ cảm thấy mình hẳn là nên ăn thêm hai bao đồ ăn vặt để ép xuống. Lục Ngưng trần chờ hỏi, cô cảm thấy chuyện này có thật không? Minh Thủ rất thành thật, không có trải qua, không rõ ràng, không phải cô biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì sao? Tôi biết lát nữa sẽ đánh nhau. Lục Ngưng cùng Minh Thủ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mãi đến lúc có người, Lục Ngưng cùng Minh Thủ mới kết thúc cuộc đối mặt thâm tình. "Đừng nghĩ nhiều như vậy." Minh Thủ đứng dậy, vỗ vỗ vai đầu bếp nhỏ, nói không chừng cô có thể cứu vớt thế giới. "Cố lên. Nữ chính không phải nên làm chuyện này sao? Thế giới cần nhân vật chính cứu vớt a." À, Lục Ngưng. Minh Thủ ngâm nga giai điệu rời đi, Lục Ngưng mơ màng ngồi nguyên tại chỗ, cô ấy làm sao một chút cũng không có dáng vẻ để trong lòng. "Không lo lắng sao? Không hiếu kỳ đến cùng có chuyện gì xảy ra sao?" Thế giới này vì sao lại như thế này? Vừa nãy cô ấy, nói cái gì À? Cô hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ. Lục ngưng lần nữa cảm thấy minh thủ thật kỳ quái. Mặc kệ là thái độ, hay là cô có thể sống dưới sự vây công của khu Tây Thành, để độ kỳ ở một địa vị ai cũng không xâm phạm được. Chương 1267, tuần lệnh đa linh 24, minh thủ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chỉ có giọng nữ lạnh lùng nhắc nhở cô đối tượng đang gọi đã tắt máy, tiếng súng bên ngoài dần dần vang lên một ngày càn quét mới bắt đầu y tích bên kia biết được vây bắt lục ngưng thất bại rất tức tối đặc biệt là biết được lục ngưng đang ở độ kỷ bộ dáng kia dọa sợ mấy người yêu cầu bọn họ không để lại dư lực quét sạch khu đông thành trong thời gian ngắn nhất đem khu đông thành dọn dẹp sạch sẽ khu đông thành phản kháng càng ngày càng yếu tất cả mọi người dường như cũng cảm thấy đã xong ngay tại thời điểm khu tây thành cảm giác họ thắng tới nơi thì tất cả các kênh của khu tây thành bắt đầu đưa tin một sự kiện lục ngưng tỉ cô xem ban lan đưa điện thoại tới trước mặt lục ngưng trên màn hình là khuôn mặt mỉm cười của minh thù giọng nói không nhanh không chậm như tháng ba chậm rãi phất qua thanh phong hoan nghênh đi vào thế giới của tôi ở đây các người có thể có vô tận tuổi thọ vô tận tài phú lục ngưng cái này là cái quỷ gì tất cả mọi người đều nhận được cái này ban lan cũng ngơ ngác nói cô ấy đang nói cái gì không chỉ bọn họ nhận được các đài truyền hình lớn Màn hình quảng cáo trên đường cái của khu Tây Thành hết thảy đều phát cái này. Minh Thủ nói một đống lời kịch dạo đầu sau đó mới vào vấn đề chính. Không sai, hiện tại mọi người kỳ thật đều ở trong thế giới giả lập, các người coi tử vong là kết thúc. Không, tử vong không phải kết thúc, các người còn có cơ hội nguyên điểm phục sinh lại. Lục Ngưng, thế giới giả tưởng, nguyên điểm phục sinh, cơ hội làm lại. Mấy câu này làm mọi người có chút không biết làm sao, đặc biệt là người khu Tây Thành, bọn hắn đang sinh sống rất tốt đột nhiên nói cho bọn hắn biết bọn hắn kỳ thật đang sống ở thế giới giả tưởng cái này mẹ nó không phải là hài hước sao các đại diễn đàn bên trên bắt đầu càn quét đề tài này minh thù làm xong việc trở lại độ kỷ người trong độ kỷ cũng không biết cô rời đi lúc nào đám người cùng trợ lý hạ lập tức vây quanh đại tiểu thư lời cô nói là thật hay giả bọn hắn cảm thấy đại tiểu thư là đang nhiễu loạn lực chú ý của khu tây thành minh thù các cậu tin tưởng nó là sự thật nó chính là sự thật trợ lý hạ cái này không giống với không nói sao, lục ngưng là người biết chuyện này, biểu lộ quỷ dị, cô cứ như vậy nói ra sự thật sao? Cô hoàn toàn không nghĩ tới cô ấy sẽ làm như vậy, căn bản là không nghĩ ra có được không? Dù sao chuyện này là thật hay giả bọn họ cũng chỉ là nghe nói, không rõ ràng chân tướng. Minh thù mỉm cười, dân chúng có quyền lợi biết được chân tướng. Lục ngưng. Trên diễn đàn lúc này đã khí thế ngất trời. Lầu một, thế giới giả tưởng. Người này có phải là bị bệnh thần kinh hay tên điên trốn viện tới đây không? Động não cũng không tệ. Lầu 2, cô ta không đi viết tiểu thuyết thật sự là khuất tài, tôi nếu là sống, tại thế giới giả tưởng vậy mấy chục năm ký ức chẳng phải đều là giả? Thật là người điên ở đâu cũng có. Lầu 3, trở lại điểm bắt đầu, cô ta coi đây là game sao, những người đã chết còn có thể trở lại hay sao? Đây là chuyện cười lớn nhất năm nay. Lầu 4, không phải các người không cảm thấy người này rất lợi hại sao? Hiện tại tất cả đài truyền hình còn có điện thoại, của rất nhiều người đều nhận được cái này. Lầu 5, sẽ không phải là trò đùa lớn nhất của ngày ca tháng tư chứ. Lầu 6, tôi biết cô ta. Cô ta là người phụ trách của độ kỷ, hình như tên là Giáng Tuyết. Càng ngày càng nhiều bạn trên mạng gia nhập, thân phận của minh thủ cũng dần dần bị phơi ra ánh sáng. Người phụ trách độ kỷ của khu Đông Thành, Giáng Tuyết. Mặc dù phần lớn người không tin, nhưng Trung Quy sẽ có người hoài nghi, đã có người có thể phát hiện mánh khóe. Trong người bình thường có lẽ chỉ có số ít phát hiện mánh khóe, chỉ là bọn họ không dám nói ra vấn đề của chính mình sợ bị người khác xem thành dị loại. Hiện tại Minh Thù cứ như vậy công bố ra, những người đã từng cảm thấy kỳ quái kia tự nhiên, cũng bắt đầu biểu đạt quan điểm của mình. Tấm thẻ tuổi thọ này là điểm làm cho người ta hoài nghi nhất. Vì sao lại có vật như vậy? Nhưng nếu đem điểm này sử dụng trong game giả lập thì hoàn toàn có thể lý giải được. Tấn thẻ tuổi thọ tương đương với HP, cướp đoạt tuổi thọ của người khác chính là bổ sung HP. HP hit Boys, máu trong game tầng tầng lớp lớp các loại ngôn luận, phản đối cùng ủng hộ dần dần ngang hàng. Bởi vì việc này, khu Tây Thành đã đình chỉ càn quét. Bộ chỉ huy tác chiến khu Tây Thành. Y tiểu thư, cái này có phải là âm mưu của Độ Kỷ hay không? Có người đưa ra quan điểm, tôi cảm thấy rất có thể, trước đó Độ Kỷ vẫn luôn không có động tĩnh, bọn họ muốn điều khiển dư luận để đánh sụp chúng ta. Cái gì mà thế giới giả tưởng, quả thực là nói hưu nói vượn. Trong phòng học người một lời ta một câu nói. Y Tích lại đang nghĩ tới việc khác, vì sao mình có thể trùng sinh? Nếu như là thế giới giả tưởng thì cô ta giống như một cái bắc bởi vì chương trình bị lỗi nên cô ta mới đạt được cơ hội sống lại thời điểm mọi người ở đây đều đắm chìm trong tin tức này thì ban đêm bầu trời liền xuất hiện dị thường cả mảnh trời giống như bị xịt khói lên hoàn toàn mơ hồ đa linh minh thủ ôm hắn không có việc gì vô số cột sáng từ bầu trời rơi xuống đáp xuống mỗi góc thành phố ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ bốn phía kiến trúc đều hoàn toàn không nhìn thấy người bíp 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 thanh âm trói tai đột ngột vang lên Minh Thù vừa mở mắt liền thấy xe chạy như nước ngoài đường. Muốn chết sao? Có người từ trong xe thò đầu ra hét với cô một tiếng. Minh Thù lui về sau một bước, người kia hùng hổ lái xe đi. Vẫn là khu đông thành quen thuộc, lúc này chính là buổi chiều lúc tan việc, mọi người đều chạy về nhà, náo nhiệt dị thường. Minh Thù quay đầu nhìn tủ kính bên cạnh, vẫn là Giáng tuyết, bất quá, nhìn qua hình như trẻ hơn một chút, giống như thời điểm 17-18 tuổi. Minh Thù lấy tấm thẻ của mình ra, Họ và tên, Minh Thù tuổi thọ còn thừa, người năm tuổi thọ cao nhất, 28 tuổi thời gian thiết lập lại trở về 4 năm trước. Động tác cầm tấm thẻ của cô làm không ít người bên cạnh ghé mắt, thậm chí có người không có ý tốt dò xét cô. Minh Thù cất tấm thẻ vào trong túi, ngắm nhìn xung quanh một vòng, xác định tiểu yêu tinh không ở gần đây. Tiểu yêu tinh hẳn là cũng bị thiết lập trở lại 4 năm trước. Minh Thù tìm đường về độ kỷ, cô đi vào liền có không ít người tới chào hỏi, có khuôn mặt xa lạ cũng có khuôn mặt quen thuộc. Đại tiểu thư tới. Chào đại tiểu thư. Những người này hoàn toàn không nhớ rõ. Minh Thù đi về phía phòng làm việc, tấm rèm che không có đóng, bên trong tấm thủy tinh, trong suốt có một nam nhân đang ngồi nhàm chán lật đi lật lại văn kiện. Minh Thù đẩy cửa đi vào, nam nhân quay đầu, khuôn mặt giống Minh Thù đến mấy phần dương lên nụ cười thật to, con gái, lại gặp mặt. Minh Thù mỉm cười, đúng vậy a, à, lại gặp mặt. Có lẽ thấy biểu hiện của Minh Thù hơi khác biệt, nam nhân ném văn kiện trong tay ra. Con gái, con còn nhớ rõ. Nói một chút đi, có chuyện gì xảy ra? Nam nhân cười ha hả, con không phải đều biết sẽ có chuyện như vậy sao? Trước đó không phải con đã chiếu cáo thiên hạ sao? mươi 1268, tuần lệnh đa linh 25. Lão ba đã trải qua 7 lần thiết lập lại, cộng thêm lần này là lần thứ 8. Ngay từ đầu hắn cũng rất sụp đổ, bất quá về sau trải qua thêm 2 lần liền chấn định lại. Hắn cũng có ý định đem chuyện này nói cho nguyên chủ biết, nhưng mỗi lần thiết lập lại nguyên chủ cũng sẽ không nhớ kỹ chuyện này về sau lão ba phát hiện chuyện này chỉ có mình biết cũng hiểu rõ bảo trì trí nhớ sau mỗi lần thiết lập lại cho nên về sau hắn liền mặc kệ dù sao kết cục cuối cùng đều như thế hắn bắt đầu lấy hưởng thụ cuộc sống làm chủ con gái con nói cái này giống npc trong game hay không những người như chúng ta sẽ có trí tuệ npc thiết lập lại chỉ có thể đem trí tuệ của npc trở lại như cũ nhưng trí khôn của npc như chúng ta đều vẫn còn ừm có lẽ đi Minh thủ lơ đáng nói, cho nên kết quả này không thể phá sao. Lão ba buông tay, nhìn xem cha con đã bị thiết lập lại bao nhiêu lần. Hắn thiết lập lại nhiều lần cũng sẽ tiếp xúc đến một số người, những người này đều biết bí mật thiết lập lại của thế giới này. Bọn hắn dự định tìm cơ hội phản kích, nhưng kết quả cũng không thay đổi được gì. Người biết chính là biết, người không biết vẫn còn không biết rõ. Lão ba hiển nhiên không phải loại người muốn cứu vớt thế giới, làm anh hùng của mọi người. Hắn liền từ bỏ trị liệu, hắn vỗ vỗ bả vai minh thù con gái a à, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa cứ như vậy cũng sống rất tốt minh thù cười híp mắt gật đầu ừm cho nên độ kỳ liền phiền ba ba phụ trách tốt nụ cười của lão ba cứng đờ a à, con gái có ký ức như vậy hắn sẽ không vung được cái gánh nặng này cha người biết diệp ra không lão ba đang suy nghĩ nên chạy trốn thế nào thì nghe thấy vấn đề của minh thù thuận miệng lên tiếng khu tây thành bên kia biết a à, lão ba đột nhiên ngẩng đầu con hỏi bọn họ làm gì? Đám người Diệp kia chính là người dẫn đầu muốn ngăn cản thiết lập lại, con đừng cùng bọn họ làm càn. Không cùng bọn họ làm càn nhưng cô phải đi tìm tiểu yêu tinh A. Bốn năm trước, tiểu yêu tinh hẳn là còn đang ở Diệp gia. Chỉ là không biết trí nhớ của hắn có bị thiết lập lại không? Bốn năm trước trình tự ra vào khu Tây Thành cũng giống nhau, bất quá Minh Thủ vẫn cầm giấy thông hành của lão ba. Sau khi tiến vào khu Tây Thành, Minh Thủ lập tức tìm một chỗ ăn cái gì đó. Tìm tiểu yêu tinh cần thể lực, nói không chừng sau đó sẽ còn đánh nhau không bổ sung năng lượng làm sao cho được khu đông thành có bao nhiêu dơ giấy bẩn thỉu thì khu tây thành có nhiều phồn hoa bấy nhiêu minh thù ăn xong đồ ăn ánh sáng cuối cùng của chân trời cũng từ từ biến mất lộ ra mảng trời xanh đậm khu tây thành càng lúc càng náo nhiệt đây chính là sự khác nhau của khu tây thành cùng khu đông thành khu đông thành khi trời tối thì muốn tìm người trên đường cũng khó khăn cuộc sống về đêm của khu tây thành giờ mới bắt đầu diệp ra rất dễ tìm minh thù ngửa đầu nhìn cửa sắt chạm hoa khí phái không hổ là lão đại của khu tây thành làm sao vào trong minh thù đương nhiên là vẩy vẩy tay áo bấm chung cửa leo tường rất lãng phí thể lực có thể không làm đương nhiên không làm nếu bọn họ không cho cô đi vào lại leo tường cũng không muộn nhưng đối phương cũng không cho cô cơ hội biểu hiện kỹ năng leo tường này cô được cung kính mời vào bên trong người hầu đưa cô đến phòng khách ngẫm lại cũng đúng lời nói trước đó của cô là tuyên bố toàn thế giới nếu Diệp Gia là những người dẫn đầu ngăn cản thế giới thiết lập lại, tự nhiên sẽ biết cô tới. Trong phòng khách giống như ban ngày, nam nhân trên 50 tuổi ngồi trên ghế salon, mắt sáng như đuốc, nghe nói cô đến tìm Diệp Tịch. Chính là cô gái này, trong vòng thiết lập trước đã nói ra những lời kia. Minh Thù gật đầu. Nam nhân mặt không biểu tình dò xét cô, tại sao cô biết nó? Cứ như vậy biết thôi. Minh Thù cười híp mắt thêm một câu, bạn trai tôi. Nam nhân. Nam nhân trầm mặc một lát, đi theo tôi người diệp ra dễ nói chuyện như vậy là minh thù có chút ngoài dự liệu nên thời điểm đi theo đáy lòng có chút phòng bị nhưng mãi đến lúc nhìn thấy diệp tịch nam nhân cũng không làm ra bất cứ động thái gì bất quá minh thù nhìn bên trong tấm thủy tinh diệp tịch nằm trên giường bệnh màu trắng trên màn hình nhịp tim bên cạnh vẫn bình thường diệp tịch một năm sau mới có thể tỉnh nam nhân nói cô muốn đi vào nhìn hắn cần đến bên kia trừ động. hắn làm sao tai nạn giao thông nam nhân ngữ khí bình tĩnh mỗi lần thiết lập lại đều là Thời gian sau khi hắn bị tai nạn một năm sau mới tỉnh lại, bốn năm sau qua đời, không cải biến được kết cục này. Gian phòng trống trải, chỉ có âm thanh tích tích vang vọng. Minh Thù mặc quần áo cách ly đi vào. So với bốn năm sau, lúc này Diệp Tịch vẫn còn non nớt, dung mạo không có sắc bén như thế. Minh Thù ở bên trong đợi trong chốc lát, chỉ là nhìn hắn, không hề làm gì cả. Cô rời khỏi phòng bệnh, nam nhân chờ ở bên ngoài. Nam nhân mời Minh Thù trở lại phòng khách. Cô tên Giáng Tuyết đúng không? Cái tên này không chỉ trước đó bị người ta thảo luận, còn rất nhiều lần cùng tên của Diệp ở cùng một chỗ, xuất hiện trước mặt hắn. Ừ, Diệp Tịch coi như tỉnh lại cũng không nhất định sẽ nhớ cô." Nam nhân nói, tựa như đại đa số những người khác không biết bí mật của thế giới này, ở bên trong một cái tuần hoàn không ngừng trải qua những chuyện trước kia. Minh Thủ nở nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói loại tự tin khác biệt, nếu là hắn, vậy hắn nhất định sẽ nhớ." Nam nhân có chút nhíu mày, có lẽ bất mãn đối với sự tự tin của Minh Thủ, có lẽ là cái khác hắn nhìn minh thủ, từng câu từng chữ hỏi, giáng tuyết tiểu thư, chúng ta vẫn luôn lẩn quẩn trong cái vòng này, cô không có gì muốn nói sao? Người có thể phá cái vòng lẩn quẩn này không phải tôi, tôi có nói gì cũng vô dụng. Ánh mắt nam nhân sáng lên, ý của giáng tuyết tiểu thư, cô biết ai có thể đánh vỡ cái vòng lẩn quẩn này? Tôi biết. Minh Thù cười ngọt ngào nhìn về phía nam nhân, nhưng tôi cũng không nói cho ông. Một kết thúc thường thường sẽ dừng lại tại lúc nhân vật chính thành công, sẽ không tiếp tục viết chuyện sau đó y tích cuối cùng phá hủy khu Đông Thành, trở thành anh hùng của khu Tây Thành. Đây là kết thúc của cô ta. Nhưng thế giới này không có kết thúc. Nữ chính nếu tồn tại vậy thì phải có lý do để tồn tại. Dạng kịch bản này rõ ràng chính là vì nữ chính chuẩn bị. Giáng tuyết tiểu thư, chẳng lẽ cô không muốn thoát ly khỏi cái vòng lẩn quần này sao? Minh thù nở nụ cười nhấc mắt, nói cách khác đây chẳng phải là trường sinh hay sao, ông có thể sống mãi mãi, ông không vui sao? Đây không phải là thứ mọi người đều muốn sao, nam nhân cho dù là ai nếu vẫn luôn bị lặp đi lặp lại cái vòng sinh hoạt kia cũng sẽ chán ngấy thành quả cố gắng của mình không được bao lâu liền sẽ trở lại từ đầu có ý nghĩa gì chứ giáng tuyết tiểu thư nếu như cô thay đổi chủ ý thì hoan nghênh cô gia nhập với chúng tôi nam nhân hình như có chút mệt mỏi hắn nhìn vào hư không thanh âm trầm thấp tịch mịch con người khi còn sống không nên như vậy nam nhân đứng dậy tiễn khách ngay tại thời điểm hai người rời khỏi phòng khách người hầu vội vàng chạy tới tiên sinh thiếu gia tỉnh con người nam nhân hiện lên một vẻ không thể tin, sao lại như vậy? Nó hẳn là một năm sau mới tỉnh. Chương 1269, Tuần lệnh đa linh 26. Diệp Tịch quả thật đã tỉnh, bác sĩ Diệp ra vây quanh trước giường bệnh làm kiểm tra. Thời điểm khi nam nhân cùng minh thủ xuất hiện, Diệp Tịch liền dương mắt nhìn qua. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn mỉm cười. Thiếu gia, Diệp Tịch đẩy người đang vây quanh hắn ra đi thẳng đến cửa. Ánh mắt nam nhân có chút mềm nhũn, tiểu tịch hắn giang hai tay chuẩn bị nghênh đón con của mình nhưng diệp tịch lướt qua hắn trực tiếp nhào về người đứng bên cạnh hắn minh thù bị diệp tịch ôm vào ngực hắn nói nhỏ bên tai minh thù đa linh tôi biết em sẽ đến nam nhân mọi người nhìn nam nhân nam nhân xấu hổ đưa tay chắp sau lưng nếu đã nhận biết cô bé này hẳn là giữ được ký ức trước kia cũng không biết ký ức trước khi xảy ra tai nạn có còn hay không đứa con trai này của hắn diệp phụ nặng nề thở dài thân thể diệp tịch còn rất yếu ớt cần phải kiểm tra thật tốt lần nữa thời điểm kiểm tra diệp tịch không buông minh thù ra các bác sĩ không còn cách nào chỉ có thể cứ như vậy kiểm tra vẻ mặt của diệp phụ bình tĩnh hơn nhiều mỗi lần tỉnh lại đều là tình huống như vậy hắn cũng đã quen rồi chờ bác sĩ ra ngoài diệp phụ mới nặng mới tiến tới mang theo một chút chờ mong hỏi tiểu tịch con còn nhớ rõ sao diệp tịch nhìn diệp phụ một chút lại nhìn minh thù hắn đương nhiên biết người kia là ai lần trước lúc tỉnh lại hắn cũng như thế này hắn cái gì cũng không nhớ rõ, người kia chỉ nói hắn là ba của mình. Diệp tịch nửa ngày cũng không có lên tiếng. Hắn không cảm thấy mình cùng người kia có bao nhiêu thân mật. Cho nên hắn mượn việc thân thể của mình, không khỏe liền không biết xấu hổ dựa vào minh thù, không có lên tiếng. Diệp phụ nói không thất vọng là không thể nào. Nhưng hắn chỉ thở dài, mang thiếu ra trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Giáng tuyết tiểu thư nếu không chê cũng có thể ở lại đây, tôi muốn đưa hắn rời khỏi nơi này. Minh thù nói thẳng, trước đó hắn chưa tỉnh nên tôi không có đưa đi. Tầm mắt Diệp phụ sắc bén, dáng Tuyết tiểu thư, có phải tôi đối với cô quá mức rộng lượng, cô cảm thấy tôi sẽ để cô đưa tiểu tịch đi?" Minh Thù, "Vậy thì để hắn chọn đi." Diệp phụ có chút đau dạ dày, nhìn vào ánh mắt con hắn xa lạ nhìn hắn như thế, cùng với tư thế nó dựa vào Minh Thù. "Tôi chọn Đa Linh." Diệp phụ lần này là đau lòng, bởi vì đã khuyên nên Minh Thù vẫn ở lại Diệp gia nghỉ ngơi một đêm. Người hầu sắp xếp cho bọn họ một căn phòng. Minh Thù ở phòng khách, Cô chưa kịp quan sát xong gian phòng thì diệp tịch đã chạy đến. Bắt lấy minh thủ, nụ cười có chút du côn, ánh mắt nghiêm túc không hiện sự lỗ mãng, đa linh, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ em, hôn một cái. Thẳng nam thủ tích cực, tính toán một chút, chúng ta bất quá chỉ không gặp có mấy tiếng mà thôi. Diệp tịch có lý chẳng sợ, một ngày không gặp như cách ba thu. Hôn vợ của mình có lỗi gì, muốn hôn hôn, diệp tịch cọ cọ mặt minh thủ, cuối cùng bắt được đôi môi mềm mại kia liền tùy ý chăn chọc nhưng thân thể diệp tịch đột nhiên mềm nhũn nếu không phải minh thù phản ứng nhanh chóng đỡ hắn không chừng đã ngã trên mặt đất có chút choáng diệp tịch phiền muộn thân thể này không được rồi hắn nhìn về phía minh thù đa linh em hôn tôi đi minh thù minh thù ném hắn trở về phòng cho người hầu gọi bác sĩ tới hắn vừa tỉnh lại cứ như vậy làm loạn bác sĩ thấp giọng dặn dò hắn vài câu diệp tịch có chút không phục thân thể của hắn rất tốt không phải chỉ hôn một chút sao làm sao lại yếu như vậy, một đám lăng băm, Diệp thiếu ra ánh mắt bất thiện, bác sĩ không dám ở lại, kiểm tra xong đưa hắn lên giường, nhanh chóng rời phòng. Minh thủ ngồi bên cạnh hắn, Diệp tịch mong đợi nhìn cô. Minh thủ xòe tay, đưa tấm thẻ cho tôi xem một chút. Được, Diệp tịch tìm tấm thẻ đưa cho Minh thủ. Họ và tên, Diệp tịch tuổi thọ còn thừa. 29 tháng 4 ngày tuổi thọ cao nhất, 73 tuổi Minh Thủ nhíu mày, thời gian này, vì sao không bị thiết lập lại? Minh Thù hỏi hắn, người kia, có thể tin sao? Diệp tịch nắm ngón tay Minh Thù, có chút dầu dĩ không vui, ai? Cha cậu. Diệp tịch lơ đãng nói, có thể chứ, ông ấy đối với tôi rất tốt, bất quá tôi làm sao cũng không thân thiết với ông ấy được, không biết vì sao, chỉ muốn thân thiết với Đa Linh. Nói đến phần sau, Diệp tịch lại bắt đầu đùa dẫn Minh Thù. Đợi Diệp tịch ngủ say, Minh Thù rời khỏi phòng đi tìm Diệp Phụ. Diệp Phụ ngồi một mình ở thư phòng, chỉ bật một chiếc đèn, tia sáng lờ mờ cơ hồ không thấy rõ thần sắc trên mặt hắn giáng tuyết tiểu thư muộn như vậy còn có chuyện gì sao con trai đã chọn cô cô còn muốn đến trước mặt hắn khoe khoang sao tôi rất hiếu kỳ vì sao ông không có chút nghi hoặc nào thậm chí không có quá nhiều hỏi thăm đến thân phận của tôi một người xa lạ được rồi lúc trước cô đã nổi danh không tính là người xa lạ nhưng một người như vậy đột nhiên tìm tới cửa hắn không thấy kỳ quái sao diệp phụ một tay nhéo nhéo mũi tôi đã sớm biết chuyện cô cùng tiểu tịch ở chung một chỗ cần tôi nói đến kỹ lưỡng hơn sao thời gian sau khi diệp tịch rời đi kia ngoại trừ ban đầu hắn không biết nó đi nơi nào về sau hắn đều biết minh thủ mượn ánh sáng lờ mờ dò xét nam nhân một chút rốt cục cô chậm rãi lên tiếng tuổi thọ của diệp tịch vì sao khác biệt tay bóc mũi của diệp dừng lại chuyện này nó cũng nói cho cô biết minh thủ không trả lời trong thư phòng nhất thời tĩnh lặng im ắng vì sao lại như thế tôi cũng không rõ ràng Diệp Phụ nói, sinh mệnh của Diệp Tịch đã bị sói mòn, không thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác để bổ sung. Không giống bọn họ, không ngừng thiết lập lại. Tôi đã nghe qua rất nhiều người, chỉ tìm được một người cùng tình huống với tiểu tịch, tính mạng của người kia về sau tại vòng thiết lập lại tiếp theo đã biến mất, như chưa từng xuất hiện. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, tôi cũng không rõ ràng. Minh thủ khẽ nhíu mày, cho nên điều này đại biểu cho việc tử vong thật sự. Đây càng giống trò chơi xuất hiện bắc. Tiểu yêu tinh sẽ không xui xẻo như vậy chứ, nghĩ lại tình trạng của tiểu yêu tinh hiện tại nói không chừng thật sẽ xui xẻo như vậy thật giàu a à. ngày thứ hai ngay lúc diệp phụ phức tạp chăm chú nhìn xuống dưới minh thủ mang theo diệp tịch rời khỏi minh thủ mang diệp tịch trở lại độ kỷ liền bất ngờ nhìn thấy lục ngưng đang trong thời kỳ thiếu nữ vẻ mặt cô ấy nghiêm túc đi qua đi lại ngoài cửa lớn độ kỷ nhìn xuyên qua đám người dù bốn năm trước dung mạo có chỗ khác biệt nhưng lục ngưng chỉ nhìn một chút liền nhận ra cô bước nhanh đi tới dáng tuyết tiểu thư vào trong rồi nói. Minh thủ nói. Lục ngưng gật gật đầu. Lục ngưng thật sự hoảng, độ kỳ 4 năm trước cùng 4 năm sau không có gì khác biệt. Lục ngưng nhìn hoàn cảnh quen thuộc, dĩ nhiên có chút buông lỏng. Con gái, con đi ra ngoài một chuyến thế nào lại mang hai người trở về, chúng ta không rảnh để nuôi người đâu. Giọng nói giống như u linh của lão ba thổi qua. Minh thù, lão ba cũng không, có ý tham gia cùng bọn họ nói chuyện, nói một câu như vậy rồi lượn đi. Lục ngưng chưa thấy qua vị lão ba này, nhưng nhìn người xung quanh đối với hắn rất cung kính, trần chờ hỏi, giáng tuyết tiểu thư, ông ấy là. Cha rơi, đừng để ý đến ông ấy lục ngưng. chương 1270, tuần lệnh đa linh 27. Giáng tuyết tiểu thư, chúng ta thật sự trở về 4 năm trước. Lục ngưng dường như vẫn không thể tin được. Soi gương đi, nhìn xem có phải có phải cô của 4 năm trước không. Lục ngưng đương nhiên đã soi qua. Thế nhưng chuyện này làm sao cũng đều cảm thấy thật quỷ dị rõ ràng trước đó bọn họ còn đang thảo luận tính chân thật của sự thiết lập lại, kết quả thoáng một cái bọn họ liền bị thiết lập lại. Vì vì sao lại thiết lập lại? Minh thủ nghiêm túc suy nghĩ một chút, có khả năng tốc độ đường truyền của thiên đạo không tốt. Lục Ngưng hoàn toàn không có tâm tình nói đùa, Giáng Tuyết tiểu thư, dựa theo lý thuyết trước đó, chúng ta hẳn là sẽ không có ký ức của vòng trước, vì cái gì? Tôi có thể nhớ kỹ, cô đã thăm dò qua người bên cạnh, bọn họ đều không nhớ rõ, chỉ có cô giọng nói của minh thù mềm mại bởi vì cô đặc biệt a à. đặc biệt đặc biệt xui xẻo sao ừ nữ chính lục ngưng rất xui xẻo hay sao hình như cô không có chú ý tới bất quá nữ chính đa phần đều sẽ xui xẻo như nhau minh Thủ nhấp môi dưới nụ cười nhàn nhạt, nhạt đây cũng là một loại chiếu cố thua thiệt là phúc nha nữ chính nào đều không phải trước xui xẻo sau hưởng phúc không có cải biến kịch bản của nữ chính đều đi theo con đường như vậy lục ngưng vì sao cảm giác như cô ấy đang dỗ em bé? Lục ngưng móc móc ngón tay, mục đích của thiết lập lại là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta vẫn sẽ luôn ở trong cái vòng lẩn quẩn này? Thế giới này, đến cùng có phải là thật hay không? Hay tôi chỉ đang nằm mơ? Nếu như là mơ, vậy giấc mơ này cũng quá dài rằng dặc quá không thể tưởng tượng nổi. Minh Thù đột nhiên hỏi, thẻ của cô có phải có gì khác biệt không? Lục ngưng sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên một tia đề phòng. Cô dãy ruộng một lát, tựa hồ đang cân nhắc có nên tin tưởng Minh Thù hay không. Cùng, cô chậm rãi lấy thẻ của mình ra. Họ và tên, lục ngưng tuổi thọ còn thừa, một ngày tuổi thọ cao nhất, 17 tuổi cùng tấm thẻ bình thường cũng không có gì khác biệt. Nhưng tuổi thọ còn thừa, sáng mai cô phải chết. Mặc dù trên thẻ đã có kết luận, nhưng từ trong miệng cô nói ra vẫn cảm thấy quỷ dị. Khóe miệng Lục Ngưng giật giật, "Tháng trước tôi mới trong 18 tuổi." Lục Ngưng tiếp tục nói, "Số tuổi thọ còn thừa này sẽ không thay đổi." mà trong trí nhớ năm 17 tuổi của cô, cô ra ngoài gặp một chuyện rất lớn nên sắp chết. Bác sĩ nói cô sống sót cũng là kỳ tích. Chính là từ ngày đó về sau, tuổi thọ còn thừa của cô cũng không chuyển biến. Độ Kỳ làm việc này thấy qua không ít tấm thẻ, nhưng bọn họ cũng chỉ thấy các tấm thẻ đều như nhau. Nhưng sự thật chứng minh quả thật có một bộ phận như vậy, thẻ của bọn họ không giống với người bình thường. Có lẽ là cùng sự cố có quan hệ, Minh thủ lấy thẻ của Độ Kỳ chia cho Lục Ngưng trên thẻ phẳng phất có ánh sáng lóe một cái số một muốn nhảy đến hai kết quả hai vẫn chưa hoàn toàn hiện rõ lại ngã về một minh thù minh thù lại nhìn tấm thẻ thẻ trong tay mất hết cô đây là biến tướng của trường sinh a minh thù đột nhiên cảm thán một câu lục ngưng minh thù đặt tấm thẻ xuống hai tấm thẻ dính vào cùng nhau ánh sáng chợt lóe lên minh thù đột nhiên phát hiện tấm thẻ khôi phục số lượng tuổi thọ ban đầu minh thù không hổ là nữ chính ngay cả HP cũng không tầm thường, Lục Ngưng cũng trông thấy, cái này sao lại thế này? Đại khái là ghét bỏ số lượng quá ít đi. Minh Thủ thuận miệng nói mò, bất quá ngẫm lại vừa mới xảy ra chuyện kia, đột nhiên cảm thấy có khả năng sẽ biết chuyện gì xảy ra. Lục Ngưng cùng Minh Thủ thảo luận nửa ngày đến chóng mặt, kết quả cũng không phát hiện được manh mối hữu dụng nào. Thiếu nữ cứ vất thế giới nhờ vào cô. Lục Ngưng, cái quỷ gì a? À? Lão ba đã bỏ trốn. Thời điểm Minh Thù biết được tin tức này đã là sau 3 ngày thiết lập lại. Không có dấu hiệu nào. Một lời nhắn cũng không để lại, trực tiếp biến mất không tung tích. Ngày thứ 2 Minh Thù mới nhận được tin nhắn của lão ba. Độ kỳ cứ như vậy qua lo hoàn thành nghi thức đời này kế nhiệm của đời trước. Minh Thù, lần nữa trở thành đại tiểu thư của độ kỳ, rất nhanh đã nhìn thấy trợ lý hạ. So với trợ lý hạ 4 năm sau khôn khéo trầm tĩnh, lúc này trợ lý hạ vẫn là một thanh niên lỗ mãng đầy nhiệt huyết. Thanh niên nhiệt huyết dựa vào vận khí may mắn tiến vào độ kỷ, Minh Thù nhìn thấy hắn liền đưa vị trí trợ lý cùng tất cả các việc giao hết cho hắn, mới vừa nhận chức trợ lý hạ. Sự việc quả nhiên là dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, vẫn phát triển theo quỹ đạo đã từng phát triển. Lục Ngưng vẫn chạy tới chỗ của Minh Thù mấy lần, về sau Minh Thù chê cô ấy phiền còn không biết nấu cơm, nếu biết nấu cơm cô sẽ kiên nhẫn cùng cô ấy nghiên cứu thảo luận một chút chân tướng. Nhưng rất đáng tiếc cô ấy sẽ không biết, cho nên Minh Thù đem cái chương trình học này pass đi, trực tiếp giới thiệu cô ấy cho Diệp phụ. Minh Thủ lại bắt đầu giải lời đồn trên mạng, bất quá không có làm lớn như trước đó. Dựa theo lý thuyết trước đó, vốn là sau khi khu Tây Thành cùng khu Đông Thành, kết thúc tranh loạn mới có thể thiết lập lại. Nhưng trước kia cũng không có kết thúc, có thể là do cô công khai những chuyện kia. Cuối tuần, Diệp Phụ gọi điện thoại mời cô cùng Diệp Tịch về tham gia một bữa tiệc tối. Chủ yếu là Diệp Tịch, cô là tiện thể. Tốt xấu gì cũng là con trai của người ta, Minh Thủ không đi không tốt lắm nên chỉ có thể đưa Diệp Tịch đi dự tiệc. Địa điểm yến hội được tổ chức ngay tại Diệp gia, hình như là sinh nhật của một trưởng bối nào đó của Diệp gia. Diệp Tịch vừa xuất hiện liền bị Diệp Phụ gọi vào trong tâm sự tình cha con. Minh Thù nhìn thấy Lục Ngưng trong yến hội, đi đến bên cạnh cô ấy, thế nào, đã nghiên cứu làm sao để cứu vớt thế giới chưa? Lục Ngưng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn cô, Minh Thù cười khẽ. Lục Ngưng kéo cô đi về phía hẻo lánh. Diệp gia nghiên cứu cái này đã rất lâu rồi, bọn họ biết tấm thẻ có rất nhiều loại. Tôi nghe nói có một người tấm thẻ tuổi thọ là số âm, nhưng người kia vẫn sống tốt, những tuổi thọ của các tấm thẻ này nguyên nhân hình thành không rõ ràng. Nguyên nhân thế giới thiết lập lại cũng đưa ra rất nhiều lý luận, bất quá bọn họ nghiệm chứng không ít, đều không đúng. Lục Ngưng nói, nguyên lai like trên thế giới này cũng có nhiều người biết chuyện này. Lục Ngưng tiếp xúc cùng người Diệp, ra một đoạn thời gian phát hiện người Diệp ra kỳ thật rất khiêm tốn, cùng Diệp ra làm việc cũng không phải cống hiến gì, bọn họ chỉ là muốn tìm được chân tướng minh thủ lấy một đĩa điểm tâm chỗ các người nghiên cứu được cái gì chưa lục ngưng cười khổ diệp ra nghiên cứu thời gian rất lâu đều không có kết luận minh thủ ngậm một miếng điểm tâm từ ngữ có chút mập mờ cô không giống bọn họ lục ngưng cô ấy đến cùng tại sao cứ kiên định như vậy nói mình không giống cô đến cùng có chỗ nào không giống là bởi vì cô ấy đã từng nói cô ấy biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì sao thế nhưng ngay cả chuyện thế giới thiết lập lại cô ấy cũng không biết lục ngưng Lục Ngưng đang nói chuyện với Minh Thủ thì có giọng nói yểu điệu từ phía sau truyền đến. Nữ sinh xinh đẹp mang theo hai người bạn nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Lục Ngưng còn chưa lên tiếng thì một tay nữ sinh đã đẩy trên người Lục Ngưng, Lục Ngưng không có phòng bị, thân thể mất trọng lực lui về phía sau, giày cao gót nghiêng một cái, cả người ngả ngược về sau. Minh Thủ nhanh tay đỡ lấy cô ấy, sau lưng Lục Ngưng vừa đụng vào bàn rượu, xém chút nữa. Tay Lục Ngưng vịn bên hông cô, có chút dùng sức đỡ người dậy. Cảm ơn. Cảm ơn. Lục ngưng vẫn còn sợ hãi. Vinh hạnh của tôi. Lục ngưng, ai cho cô mặc váy của tôi? Nữ sinh ngữ khí tràn đầy khinh thường. Khu đông thành rác rưởi cũng xứng đáng mặc váy của tôi sao? Đây là... Lục ngưng bị cắt lời giải thích. Thấp hèn chính là thấp hèn. Từ khu đông thành qua thật khiến người ta buồn nôn, dám trộm y phục của tôi. Cô chính là muốn đóng vai đẹp mắt một chút quyến rũ ai ở đây vậy? Nữ sinh nói chuyện tranh chua, giọng nói hơi lớn làm người xung quanh đều nhìn về phía bên này nữ sinh càng tự tin ngón tay được bảo dưỡng tỉ mỉ chỉ về phía lục ngưng coi như cô trộm váy của tôi cũng chỉ coi là một chuyện cười rác rưởi mãi mãi là rác rưởi cái này váy làm sao có được không quan trọng quan trọng là làm cho cô ta có một lý do khu đông thành đến sao trời ạ à, khu đông thành đến làm sao lại xuất hiện ở đây a à, vừa rồi tôi cách cô ta rất gần không được tôi phải đi thay quần áo trộm quần áo của người khác mặc người khu đông thành quả nhiên tay chân không sạch sẽ khu tây thành chúng ta nên ngăn chặn người của khu đông thành tiến vào lần trước có người không phải xém chút bị người khu đông thành làm cho thật là đáng sợ đám người bốn phía bạo động làm cho nữ sinh kiêu ngạo hất cầm lên lột y phục của cô ta xuống cho tôi sắc mặt của lục ngưng vốn là khó coi ngay lúc nữ sinh vừa nói xong câu này sắc mặt liền chuyển thành trắng bệnh. diệp gia đại đa số đều rất tốt nhưng cũng có vị này chính là vị thiên kim nhỏ nhất của diệp gia chính là cháu gái của vị trưởng bối diệp gia có sinh nhật vào tối nay bình thường có thể nói là viên ngọc quý trên tay Diệp gia. Tiếng nói của Diệp Đồng vừa dứt thì hai cô gái bên cạnh cô ta lập tức tiến về phía Lục Ngưng. Bốn phía đều là ánh mắt xem kịch vui, thậm chí còn có chỗ chờ mong. Người của khu Đông thành bị làm nhục trong mắt những người này đã trở thành thú vui. Lục Ngưng tức giận đến phát run, "Diệp tiểu thư, tôi chưa hề đắc tội với cô." Cô biết Diệp Đồng không thích mình cho nên không có việc gì tuyệt đối không bước ra khỏi phòng thí nghiệm nửa bước, không chính diện đối mặt cùng Diệp Đồng. Diệp Đồng vênh vá đắc ý, Cô đứng ở chỗ này chính là đắc tội tôi. Hai cô gái kia đã tới gần, mỗi người một bên có ý đồ bắt lấy cánh tay của lục ngưng. A, à, thanh âm đau đớn của nữ sinh vang vọng cả đại sảnh. Minh thủ nắm cổ tay cô ta, hình như là đau nhất nên cơ thể nữ sinh hơi uốn lượn. Người hành hung nâng lên nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, động vào cô ấy thử xem. Chương 1271 Tuân lệnh Đa Linh 28 Cô là ai? Diệp Đồng không biết Minh thủ lại thay loại người này ra mặt cô cũng là khu đông thành đến buông bạn của tôi ra tôi mình thủ trước buông nữ sinh kia ra bất quá thuận thế đem hai nữ sinh đẩy ra lục ngưng được cô bảo vệ đứng sau lưng nhách miệng cười tôi là từ nam thành đến đám người nơi này cũng chỉ có khu đông thành cùng khu tây thành nam thành từ đâu tới diệp đồng thần sắc diễu cợt từ nam thành tới khu đông thành đến thì nói là khu đông thành đến còn không thừa nhận cũng thế loại địa phương kia ngẫm lại cũng làm người ta thở không nổi nói đến phần sau, mặt mũi Diệp Đồng tràn đầy vẻ chán ghét, nếu cô đã cùng Lục Ngưng là một đám, vậy thì cùng cô ta ở chung một chỗ đi, lột quần áo của hai người bọn họ xuống hết cho tôi. Diệp Đồng tiểu thư, bên cạnh có người bảo cô ta, tôi vừa mới thấy. Diệp Đồng nhìn cũng không nhìn người kia một chút, trực tiếp quát lớn với hai nữ sinh vừa bị Minh Thủ đẩy ra, thất thần làm gì, còn không đi. Hai nữ sinh lướt nhau, khí lực của Minh Thủ vừa rồi không mạnh, thế nhưng bọn họ cảm thấy khắp người đều phát lạnh nhưng diệp đồng là đối tượng bọn họ nịnh bợ diệp đồng nói họ không thể không nghe giáng tuyết tiểu thư lục ngưng kéo tay áo cô bọn họ là nhằm vào tôi cô đi trước đi đây là chuyện của cô cô không có thói quen liên lụy người khác minh thủ không để ý tới lục ngưng trực tiếp động thủ quật hai nữ sinh kia ngã xuống đất diệp đồng có chút chừng lớn mắt cô diệp đồng nhìn minh thủ đang đi về phía mình chân không nhịn được lui về sau cô đừng tới đây đây là nhà tôi minh thủ đưa tay giữ chặt cô ta Diệp Đồng dãy ruộng nhưng rất nhanh đã bị áp chế. Bàn tay ấm áp bóp lấy cổ cô ta, giọng nói thanh thúy của nữ sinh vang lên bên tai. Tôi có thể cho cô thể nghiệm một chút cảm giác hít thở không nổi. Có muốn thể nghiệm hay không? Không. Diệp Đồng cảm giác bàn tay kia đang dùng sức, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Cô điên rồi. Đây là Diệp Gia. Cô dám làm tổn thương một sợi tóc của tôi, cô sẽ không ra được cửa Diệp ra. Minh Thủ nói, vậy tôi không làm tổn thương tóc của cô là được rồi. Diệp Đồng, sắc mặt diệp đồng có chút đỏ lên rõ ràng đối phương chỉ là một nữ nhi lực lượng tự hồ cũng không phải rất mạnh nhưng cô ta chính là thoát không nổi cứu cứu mạng các người các người kéo cô ta ra cho tôi diệp đồng bắt đầu cầu cứu những người vây xem xung quanh người vây xem ngược lại là có mấy nam nhân muốn tiến lên nhưng thấy minh thủ bóp cổ diệp đồng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên minh thủ nâng lên nụ cười xin lỗi lục ngưng xin lỗi lục ngưng Diệp Đồng cảm thấy khả năng là mình nghe nhầm, cô ta làm sao có thể xin lỗi Lục Ngưng đến từ khu Đông Thành rác rưỡi kia? Đây là Diệp gia của cô ta, cô ta làm sao có thể xin lỗi? Nằm mơ. Diệp Đồng vừa nói xong hai chữ kia thì cả người liền thở không ra hơi, nhưng cũng không đến mức lập tức ngạt thở. Bàn tay đã không còn ấm áp nữa, phảng phất sự tàn nhẫn lạnh lùng. Một cỗ sợ hãi khó nói nên lời bò lên tâm thất, bóp nát trái tim của cô ta. Mỗi một nhịp tim đều đập bên tai. Cô đừng làm loạn nhanh đi gọi người, người này điên rồi, cũng dám động thủ với tiểu thư Diệp Đồng. Đám người bắt đầu di chuyển, có người chạy về phía khác đi gọi người. "Không, không muốn." Trong mắt Diệp Đồng chỉ còn lại sự kinh hoàng. Minh thủ nhà nhã mỉm cười, "Xin lỗi mau, xin lỗi rồi, tôi sẽ buông cô ra." Lục Ngưng đang muốn nói gì đó, nhưng thấy bầu không khí như thế này cô cũng không biết làm sao để mở miệng. Diệp Đồng rằng có gần 30 giây, cuối cùng nhà ra, "Thật, thật xin lỗi." minh thủ buông diệp đồng ra diệp đồng ông cổ ho mãnh liệt lảo đảo rời khỏi thật xa dân đen cô chờ đó nụ cười minh thủ vẫn như cũ dân đen cô cho đây là đế quốc mình xây dựng tự mình xưng vương sao phốc phốc trong đám người không biết là ai cười ra tiếng sắc mặt diệp đồng càng kém đôi mắt xinh đẹp chừng về phía đám người không nhìn thấy là ai cô ta lại chuyển hướng sang kẻ cầm đầu đồng đồng có chuyện gì một ông già xuất hiện trong đám người mặt mũi tràn đầy sự quan tâm ông nội diệp đồng khóc nhào về phía lão nhị lão nhị vội vàng an ủi ôi cháu gái ngoan đây là chuyện gì có ai ức hiếp con sao diệp đồng chỉ về hướng minh thù cùng lục ngưng bọn họ bọn họ ức hiếp con cô ta còn bóp cổ con ông nội người nhìn cổ con xém chút nữa con đã bị cô ta bóp chết lão nhị nhìn cổ diệp đồng có dấu tay rõ ràng lão nhị lập tức giận dữ ánh mắt sắc bén quét về phía minh thù bên kia làm càn lại đến Diệp gia ta dương oai, lục ngưng. Lại là cô. Cô đừng tưởng rằng tên tiểu tử Diệp Văn Ký kia đối với cô không tệ, cô liền xem Diệp gia như nhà mình. Lục ngưng mồ hôi là tả chảy xuống. Rõ ràng là Diệp Đồng ở không đi gây sự. Minh thủ phất tay, ai, người là tôi bóp, ông phát hỏa với cô ấy cái gì, có lửa cứ hướng về tôi. Đây là vỏ của trẫm, không cần đổ loạn cho người khác a. À, Lão nhị nhìn về phía người nói chuyện, lửa giận càng lớn, cô lại là ai, Diệp ra là nơi ai cũng có thể đến sao. Diệp Văn Kỳ thật là càng sống càng càn rỡ. Minh Thù mỉm cười, thật có lỗi, người như chúng tôi đều không cần dùng đồ vật hình dung, các người dùng từ đế quốc có hơi kỳ lạ. Hai chữ đế quốc làm người ta vô cùng xấu hổ. Lão nhị ước chừng là chưa bao giờ bị người khác chống đối như thế, là ai mang cô đến. Tôi tự mình tới. Chấm cần người khác mang tới sao? Cho cười. Tự mình đến a à, trước kia làm sao tôi chưa thấy qua cô làm sao cô có được thiệp mời diệp đồng đệm theo cô sẽ không phải là lén vào chứ diệp đồng tiểu thư cô đối với an ninh nhà mình rất không tự tin đây diệp đồng lấy thủ đoạn của diệp ra làm sao lại có người có thể lén vào an toàn diệp đồng khẽ cắn môi không phải người khác mang cô đến thì cô vào bằng cách nào chẳng lẽ cô còn được mời tới cô ta xác nhận lần này được mời đều là người quen nữ nhân này nàng căn bản chưa từng thấy qua còn cùng lục ngưng đứng chung một chỗ không chừng chính là lục ngưng giúp cô ta lẻn vào các vị nên nghe qua tên của tôi tầm mắt minh thù đảo qua bốn phía giáng tuyết lão đại mới của độ kỷ không gian đột nhiên an tĩnh lại giáng tuyết cái tên này chưa quen thuộc nhưng là độ kỷ coi như bọn họ xem thường khu đông thành nhưng lão đại của độ kỷ bọn họ cũng không dám quá đắc tội xét thấy mọi người ngày hôm nay biểu hiện xuất sắc tôi quyết định về sau sẽ ưu đãi đặc biệt cho các chư vị Minh thủ chậm rãi nói, một ngày một trăm ngàn, hy vọng mọi người hài lòng, đánh giá năm sao nha. Đám người. Sắc mặt lão nhị hơi khó coi, Diệp Đồng hiển nhiên cũng biết hai chữ độ kỷ này, sắc mặt tái nhật lúc thì xanh một trận. Đa Linh. Diệp tịch cùng Diệp Văn ký từ trong đám người đi tới, Diệp tịch trực tiếp vòng tay ôm eo Minh thủ, tìm em nửa ngày. Trong đám, người có một trận tiếng hít hơi. Bọn họ biết Diệp tịch. Bất quá, không phải nói Diệp tịch vẫn còn đang hôn mê sao làm sao lại tỉnh rồi còn cùng nữ sinh này có quan hệ thân mật như thế diệp văn ký sụ mặt giống như không hiểu hỏi các người vây ở đây làm cái gì nhị thúc đồng đồng làm sao vậy bên này náo lớn như vậy diệp văn ký không có khả năng không biết được